Ngày 29 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức cuộc họp thông tin về luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có đề xuất cảnh sát giao thông bụng to sẽ không được ra đường làm nhiệm vụ. Theo Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, luật giao thông đường bộ năm 2008 điều chỉnh hai lĩnh vực là an toàn giao và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, năm 2008 không quy định cơ quan nào phải chịu trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân về an toàn giao thông. Nói về các đề xuất mới, Đại tá Đỗ Thanh Bình cho rằng Bộ Công an cam kết chịu trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân về an toàn giao thông. Cảnh sát giao thông cũng phải nâng cao năng lực của mình. Chúng tôi đang dự kiến anh nào vòng hai to, không cho ra đường, sẽ kiểm tra kiến thức từng cán bộ. Theo ông Bình, tình hình giao thông liên quan trực tiếp tới con người, hình ảnh đất nước. Cục Cảnh sát Giao thông đã làm việc với cảnh sát nước ngoài, muốn làm văn hóa an toàn giao thông tốt hơn, phải thay đổi mạnh mẽ trách nhiệm, gắn trách nhiệm cụ thể. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, khi nghiên cứu xây dựng luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông đã dựa trên công ước quốc tế và nghiên cứu hệ thống pháp luật của một số nước và thấy rằng để thay đổi hành vi con người là vấn đề khó, cần nhiều thời gian. Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ được xây dựng trên nguyên tắc đặt con người là trung tâm.